X51 Story mến chào quý thính giả. Chính phủ Đế quốc Việt Nam, còn được gọi là Nội các Trần Trọng Kim, là chính phủ của Đế quốc Việt Nam, một chính thể thân Nhật ở Việt Nam năm 1945, do học giả Trần Trọng Kim đứng đầu ngày 17 tháng 4 năm 1945. Danh sách nội các được trình vua Bảo Đại phê chuẩn, sau tuyên cáo Việt Nam độc lập vào ngày 11 tháng 3 năm 1945. Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư 6 bộ trong triều đình Huế xin từ chức. Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới. Lúc đó, người Nhật đưa Trần Trọng Kim từ Singapore về Sài Gòn ngày 30 tháng 3 năm 1945, rồi đưa ông ra tới Huế ngày 5 tháng 4 năm 1945. Trần Trọng Kim sinh tại Hà Tĩnh năm 1883, học trường Vinh, rồi trường thông sự Ninh Bình. Năm 1905, ông qua Pháp, học trường thương mại La Sôn tại Lyon, sau chuyển qua trường thuộc địa Pháp, rồi trường sư phạm Mơ Lăng. Tốt nghiệp năm 1911, ông trở về nước dạy tại trường trung học Bảo Hộ, Lycée du Protectorat, và trường sĩ hoạn, Hà Nội, rồi làm thanh tra tiểu học Bắc Kỳ, hưu trí năm 1942. Ông viết nhiều sách nghiên cứu giá trị về văn chương, triết học, nhất là bộ Việt Nam Sử Lược, xuất bản lần đầu tại Hà Nội năm 1920. Năm 1943, được tin bị người Pháp nghi ngờ, ông nhờ người Nhật đưa vào Sài Gòn cùng Dương Bá Trạc. Đầu năm 1944, hai ông qua Singapore. Tại đây Dương Bá Trạc từ trần vì bệnh phổi ngày 10 tháng 12 năm 1944. Tháng 1 năm 1945, Trần Trọng Kim đi Bangkok. Ông trở về nước sau khi nhận đảo chánh Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Là một nhà giáo và là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, Trần Trọng Kim cho rằng vua Bảo Đại là vị vua ham ăn chơi, không chăm lo việc nước nên không muốn gặp. Tuy nhiên, theo lời khuyên của Hoàng Xuân Hãn, Trần Trọng Kim đồng ý triều yết vua Bảo Đại ngày 7 tháng 4 năm 1945. Gặp xong, ông thay đổi ý kiến. Hoàng Xuân Hãn kể lại như sau, cụ Trần Trọng Kim hỏi tôi thì tôi cũng nói với cụ nên gặp ông Bảo Đại, rồi có ý gì thì cụ nói sau, chứ cụ đừng có nói trước. Cụ cứ bảo, Bảo Đại là một cái anh chỉ biết ăn chơi, không hiểu cái gì cả. Cụ cứ nói như thế. Sau cụ vào thăm ông Bảo Đại thì cụ ngồi đến 2-3 giờ đồng hồ cơ. Lúc ra thì trái lại thấy cụ nói, nó thông minh lắm chứ không phải như tôi tưởng. Hoàng Xuân Hãn trả lời phỏng vấn đài RFI Paris, do Thụy Khê thực hiện, đăng lại trong mục Những cuộc tiếp xúc khó quên, sách La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, năm 1908 đến năm 1996, do Hiếu Ngọc Nguyễn Đức Hiền sưu tập. Trong cuộc triều yết, ngày 7 tháng 4, Trần Trọng Kim đề nghị với vua Bảo Đại nên mời Ngô Đình Diệm lập chính phủ. Nhà vua liền nhờ người Nhật tìm kiếm ông Diệm để mời ông ra chấp chính. Người Nhật trả lời không kiếm được ông Diệm, mặc dầu ông Diệm đang sinh sống tại Sài Gòn. Theo Trần Trọng Kim, có thể vì ông Diệm thuộc phe cánh kỳ ngoại hầu Cường Để và cuối Thế chiến thứ hai, Nhật không chọn Cường Để và chọn vua Bảo Đại, nên Nhật cũng không mời ông Diệm. Vua Bảo Đại đợi 3 tuần lễ mà không gặp được Ngô Đình Diệm, nên nhà vua ủy cho Trần Trọng Kim đứng ra lập nội các. Lúc đầu, Trần Trọng Kim từ chối, thì vua Bảo Đại nói, trước kia người mình chưa độc lập, nay có cơ hội, tuy chưa phải độc lập hẳn, nhưng mình cũng phải tỏ ra có đủ tư cách độc lập. Nếu không có chính phủ thì người Nhật bảo mình bất lực, tất họ lập cách cai trị theo thể lệ nhà binh rất hại cho nước ta. Vậy ông nên vì nghĩa vụ cố lập thành một chính phủ để lo việc nước. Sau lời thuyết phục của vua Bảo Đại, Trần Trọng Kim thấy vua Bảo Đại thông minh và am hiểu tình thế, liền tâu rằng, nếu vì quyền lợi riêng tôi không dám nhận chức gì cả, song ngài nói vì nghĩa vụ đối với nước, thì dù sao tôi cũng cố hết sức. Vậy xin ngài cho tôi vài ngày để tôi tìm người, hễ có thể được tôi xin tâu lại. Trần Trọng Kim thấy hữu lý nên chấp thuận. Ông đưa ra 2 tiêu chuẩn để chọn bộ trưởng vào chính phủ. 1. Phải có đủ học thức và tư tưởng về mặt chính trị. 2. Phải có đức hạnh chắc chắn để dân chúng kính phục. Ngày 17 tháng 4 năm 1945, tại Điện Thái Hòa, Huế, Trần Trọng Kim trình danh sách chính phủ lên vua Bảo Đại và được chuẩn y. Lúc đó, có cả sự hiện diện của viên đại sứ Nhật tại Huế là Masayuki Yokohama. Nội các Trần Kim gồm đa số là những chuyên gia và trí thức, tất cả những vị này đều là những vị ái quốc chân thành. Họ không hận thù gì nước Pháp, trẻ tuổi, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình. Họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ. Đây là chính phủ đầu tiên của Việt Nam độc lập được tổ chức theo cơ cấu Tây Phương, gồm nhiều bộ. Đứng đầu mỗi bộ là một vị bộ trưởng phụ trách chuyên ngành. Tất cả những bộ trưởng trong chính phủ đều là những chuyên gia tân học, gồm 1 giáo sư, 2 kỹ sư, 4 bác sĩ, 4 luật sư. Đặc biệt chính phủ này không có bộ binh, hay bộ quốc phòng, hoặc bộ an ninh. Trước đây, sau khi vua Bảo Đại từ Pháp về cầm quyền năm 1932, Pháp cải tổ triều đình Huế ngày 2 tháng 5 năm 1933, bộ binh bị bãi bỏ. Nay chính phủ Trần Trọng Kim dưới quyền vua Bảo Đại cũng không có bộ binh. Không biết lý do nào, một chính phủ được tổ chức theo lối mới, lại không có bộ binh hay bộ quốc phòng.
Riêng Trần Trọng Kim, trong hồi ký của mình, giải thích như sau. Việc binh bị trong nước là việc quan trọng đến vận mạng cả nước, mà lúc ấy quân lính và súng ống không có. Ở Kinh Đô Huế có tất cả hơn 100 lính bảo an, tức lính khô xanh cũ, và 6-7 chục khẩu súng cũ, đạn cũ, bắn 10 phát thì 5-6 phát không nổ. Ở các tỉnh cũng vậy, mỗi tỉnh có độ 50 lính bảo an, các phủ huyện thì có độ chừng vài chục người. Việc phòng bị do quân Nhật Bản đảm nhiệm hết. Vì lẽ đó và các cái khác nữa mà lúc đầu chúng tôi không đặt bộ quốc phòng. Một là trong khi quân Nhật đang đóng ở trong nước, nếu mình đặt bộ quốc phòng thì chỉ có danh không có thực, và người Nhật có thể lợi dụng bắt người mình đi đánh giặc với họ. Hai là trước khi mình có đủ binh lính và binh khí, ta hãy nên gây cái tinh thần binh bị, thì rồi quân đội mình mới có khí thế. Tuy Trần Trọng Kim giải thích như thế, nhưng có hai dư luận bàn tán khác nhau về việc này. Thứ nhất, người ta cho rằng chính phủ Trần Trọng Kim gồm toàn khoa bảng chuyên viên, ít hiểu biết về việc quân sự nên không thấy rõ tầm mức quan trọng của bộ quốc phòng. Thứ hai, có thể người Nhật muốn nắm toàn bộ vấn đề quốc phòng mà không giao cho chính phủ Trần Trọng Kim, vì sợ chính phủ này theo đồng minh, có thể bất ngờ tấn công Nhật. Làm như thế, Nhật còn buộc chính phủ Trần Trọng Kim lệ thuộc vào chính sách quân sự chung của Nhật tại Đông Nam Á. Dầu sao, việc quốc phòng chỉ dựa trên quân Nhật là điều sẽ rất tai hại về sau, vì khi quân Nhật rút lui hay đầu hàng đồng minh, thì chính phủ Trần Trọng Kim không có lực lượng quân sự để tự bảo vệ mình, bảo vệ an ninh lãnh thổ, và sẽ dễ dàng bị sụp đổ. Không tổ chức bộ quốc phòng, chính phủ Trần Trọng Kim mời trường huấn luyện thanh niên, chú trọng đến việc phát triển phong trào thanh niên. Bắt tay vào làm việc, trước hết vào ngày 4 tháng 5 năm 1945, chính phủ quyết định quốc hiệu mới là Đế quốc Việt Nam, chứ không dùng các danh xưng An Nam, Đại Nam hay Đại Việt. Kinh Đô Huế được đổi thành Thuận Hóa. Ngày 2 tháng 6 năm 1945, chính phủ chọn quốc kỳ Việt Nam nền vàng, ba sọc đỏ theo hình quẻ ly. Quốc ca là bài Đăng Đàn Cung. Quẻ ly là một trong 8 quẻ đơn của bát quái trong kinh dịch, gồm 3 hào, vạch ngang, hào dương dưới cùng, một vạch ngang, hào âm ở giữa, một vạch ngang đứt ở giữa, và hào dương trên cùng, một vạch ngang. Ly vi hỏa là lửa, sáng màu đỏ. Theo quan niệm của hậu thiên bát quái, ly đóng ở phương Nam. Như vậy, màu vàng của nền cờ quẻ ly vừa là màu cờ long tinh của hoàng gia, truyền thống, vừa tượng trưng cho, thổ, thích hợp với quẻ ly để chỉ vị trí nước ta, phương Nam, và cả về màu sắc, hỏa, màu đỏ, sinh thổ, màu vàng, theo ngũ hành tương sinh, đồng thời với ý nghĩa người Việt Nam máu đỏ da vàng. Sau đây là lời giải thích của Trần Trọng Kim về lá cờ do ông đưa ra. Lá cờ vàng là từ xưa nước ta vẫn dùng. Trong sách Quốc sử diễn ca nói khi bà Triệu Ẩu nổi lên đánh quân Tàu, đã dùng lá cờ ấy khởi nghĩa, nên có câu rằng, đầu voi phất ngọn cờ vàng. Vậy lấy sắc cờ vàng là hợp với cái ý cách mệnh của Tổ quốc. Lấy dấu hiệu quẻ ly là vì trong lối chơi chữ tối cổ của ta có 8 chữ viết bằng vạch liền, dương, và những vạch đứt, âm, để chỉ 8 quẻ, chỉ 4 phương chính và 4 phương bàng, nói ở kinh dịch mà quẻ ly chủ phương Nam. Chữ ly còn có nghĩa là lửa, là văn minh, là ánh sáng phóng ra 4 phương. Lấy sắc vàng là hợp với lịch sử. Lấy quẻ ly là hợp với vị trí nước nhà lại có nghĩa chỉ một nước văn hiến như ta thường tự xưng. Như thế là lá cờ vàng quẻ ly có đủ các ý nghĩa. Khi Trần Trọng Kim chọn cờ quẻ ly, ông cũng biết rằng, có người nói, cờ quẻ ly là một điểm xấu cho nên thất bại vì ly là lìa. Ly là lìa là một nghĩa khác chứ không phải nghĩa chữ ly là quẻ. Và việc làm của một chính phủ là cốt ở nghĩa lý, chứ không phải là sự tin nhảm vô ý thức. Trong khi đó, theo các nhà nho học, bài thiệu về các quẻ trong bát quái có câu, càn tam mãn, ly trung hư, tức quẻ càn gồm có 3 vạch ngang đầy đủ, trong khi quẻ ly có vạch giữa bị đứt đoạn, nên các ông cũng cho đây là điểm không tốt. Trong thời gian ngắn ngủi, từ tháng 4 năm 1945 đến tháng 8 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim quả thực đã giữ đúng lời hứa, vì tuy chỉ tồn tại khoảng 4 tháng và sụp đổ sau khi Nhật Bản đầu hàng ngày 14 tháng 8 năm 1945, nhưng chính phủ này đã thực hiện được nhiều công trình đáng kể. Cứu đói ở Bắc Kỳ, hợp nhất hai nền hành chánh Pháp và hành chánh Việt Nam dưới thời Pháp thuộc thành nền hành chánh duy nhất Việt Nam, hợp nhất Bắc Kỳ và Nam Kỳ vào chính phủ Trung ương Việt Nam, dùng chữ quốc ngữ làm chuyển ngữ chính thức trong hành chánh và trong giáo dục, thi cử, mở trường huấn luyện thanh niên, phát triển phong trào thanh niên trên toàn quốc, thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp, ủy ban cải cách văn hóa, giáo dục, xã hội, nhưng rất tiếc các ủy ban chưa hoạt động được thì chính phủ sụp đổ. Ở Hà Nội, bác sĩ Trần Văn Lai, thị trưởng Hà Nội, đã đổi tên phố từ tên người Pháp sang tên những vị anh hùng của dân tộc. Điểm đặc biệt là chính phủ Trần Trọng Kim được Nhật hậu thuẫn, nhưng từ khi thành lập cho đến khi giải tán, chính phủ này hoạt động độc lập và không lệ thuộc người Nhật. Chính phủ Trần Trọng Kim không có quân đội để tránh tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách đồng minh của Nhật. Bộ trưởng Bộ Thanh niên Phan Anh đã thành lập đoàn thanh niên tiền tuyến, thanh niên xã hội để thực hiện công tác trị an, bảo vệ. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, lực lượng thanh niên tiền tuyến đã rời bỏ hãng ngũ Đế quốc Việt Nam quay sang ủng hộ Việt Minh.
Trường Thanh niên Tiền tuyến là nơi đào tạo ra nhiều tướng lĩnh, sĩ quan của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau này. Nhiều thành viên của nội các Trần Trọng Kim đã tham gia chính phủ Việt Nam và có nhiều đóng góp to lớn như Tạ Quang Bửu, Đặng Thái Mai, Nguyễn Xiển. Sau khi Việt Minh giành được chính quyền, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Trần Trọng Kim lưu vong ra nước ngoài. Ngày 6 tháng 2 năm 1947, Trần Trọng Kim trở về Sài Gòn và sống tại nhà luật sư Trịnh Đình Thảo. Người Pháp thu xếp cho ông về Sài Gòn để vận động thành lập ra chính phủ mới. Nhận ra những lời hứa hẹn của người Pháp là giả dối nên ông không làm bất cứ điều gì. Năm 1948, ông qua Phnom Penh sống với con gái. Sau đó, ông trở về Việt Nam sống thầm lặng và mất ở Đà Lạt tháng 12 năm 1953, thọ 71 tuổi. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.